Hôm nay Văn sẽ mang đến cho anh chị một căn nhà tại mặt tiền Lý Tự Trọng đang giảm mạnh 3 tỷ đồng. Đường Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn phường Bến Thành, quận 1, bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Cách Mạng Tháng 8 ở ngã 6 Phù Đổng. Và căn nhà nằm ngay ngã tư giao với đường Thủ Khoa Huân. Bất động sản dòng tiền này có kết cấu là 2 tầng với chiều ngang mặt tiền là 4m, chiều dài 20m, diện tích công nhận đủ 80m2 với diện tích sàn là 160,8m2. Các tầng trên là của các hộ dân khác và tổng kết cấu là 6 tầng và tầng lửng. Căn nhà đang có dòng tiền cho thuê là 70 triệu một tháng, thời điểm trước dịch là hơn 100 triệu một tháng. Giá bán giảm từ 45 tỷ chỉ còn 42 tỷ đồng. Nếu anh chị quan tâm, hãy liên hệ Văn với số điện thoại 0938 868 120. Xin chào.